Thư xin mến chào cô chú anh chị. Sáng nay Thư sẽ ra thu hoạch hết một cái mớ rau đậu Hà Lan ở ngoài đây để vô xào thịt bò ăn ha. Đó, cô chú anh chị thấy cái đám rau đậu Hà Lan của Thư nó nhìn nó non mơn mởn ngon ha. Thì đậu Hà Lan á mình có thể trồng để lấy trái, cũng như là mình không lấy trái thì mình trồng để mình ngắt đọt mình ăn á, xào với thịt bò cũng rất là ngon. Một cây của nó lúc mình mới mới lần đầu Thư trồng lên á, Thư ngắt chỉ có một cái đọt thôi á các bạn, mà bây giờ nó lên một cây là phải 4 đọt 5 đọt. Cái đậu Hà Lan này á ở ngoài chợ họ bán mắc lắm á cô chú. Bây giờ mình sẽ đi ra cái đám ở bên ngoài mình hái luôn cho nó đủ một bữa. Đám bên ngoài này thì nó không có được mơn mởn giống như là cái đám ở trong nhà kiến, tại vì trồng ở bên ngoài này á nó nhiệt độ ban đêm nó xuống nó lạnh đó các bạn, cho nên là cái rau nó cũng không có phát triển nhiều. Ở trong nhà kiến á, Thư trồng được ba cái cây dưa leo cũng lớn lớn rồi, chuẩn bị có chèo để leo lên trên già nè. Cây này là cây lá lốt đó các bạn, Thư mua ở bên Đà Lạt. Các bạn coi cái dàn rau tần ô, không phải, rau này là rau tía tô. Rau tía tô nhà Thư nó lên tốt chưa, lá to ha. Chuẩn bị mình hái vô mình làm bò nướng lá tía tô được rồi đó. Nó lên tốt quá, nó đè mấy cái cây cà chua của Thư nè. Để Thư nhổ mấy cái cây gần gần cây cà chua đi. Mình thu hoạch mớ ngò rí. Thư mới trồng đây thôi à, mà bây giờ nó đã lên ngọn quá chừng rồi. Mình nhổ đi để mình rắc cái đám khác xuống luôn. Đó, được một ôm luôn đó các bạn. Giờ mình sẽ xới cái đất này lên rồi mình rắc mớ hạt mới. Đây là cái hột ngò khô hồi năm ngoái mình bẻ lại để làm giống nè các bạn. Mình để nguyên cành như vậy cũng được ha, hoặc là mình tách ra từng hột cũng được. Bây giờ mình sẽ gieo nó xuống dưới đây. Một cành như vậy nó cũng tới cả 100 hột đó các bạn, nhiều lắm. Mình rắc ngò rí xong rồi mình dùng cái cây xới đất á, mình xới cho ngò rí nó nằm xuống dưới đất. Rồi mình tưới cho nó một ít nước cho nó mau lên mầm á. Nữa là xong rồi đó các bạn. Chiều nay Thư chia một ít trứng trứng với thịt bằm đó các bạn. Nhà mình chiều nay ăn cơm, những món ăn đơn giản, dân dã, đạm bạc. Bởi vì ở bên Mỹ á, tụi mình đi làm về cũng khá trễ rồi, cho nên làm cái món gì đó nó đơn giản mà nó nhanh á, như là trứng chiên nè, hay là thịt hộp rồi đó, ăn thì nó tiện hơn. Nấu thịt kho cá kho ha, thịt kho cá kho thường thường mình phải nấu buổi sáng á, là mình để dành đến chiều ăn, hoặc là mình ăn trưa là bữa chính á, còn bữa chiều thì mình ăn đại khái cái gì thôi. Nhưng mà cũng lâu lâu rồi tụi mình không có ăn cơm chiều, cho nên bây giờ hôm chiều nay mình sẽ nấu cơm. Tự
chiều nay Thư cũng đi làm về sớm á, cho nên cũng có chút thời gian rảnh nè, với nấu mấy cái món này nó cũng không có mất nhiều thời gian. Đó, Thư chiên 4 trái trứng với lại tí xíu thịt bằm à. Bằm thì Thư đã xào lên cho nó chín sẵn rồi. Chia miếng trứng thôi mà nó cũng không được đẹp nữa đây nè, nó bươm luôn, nó bươm luôn ha. Tre xem được chưa, con vàng luôn nè các bạn. Vô ăn luôn, kêu con vô ăn luôn anh. Ăn cơm con ơi. Chiều nay tụi mình cũng đi làm về sớm á, cho nên ăn bữa cơm chiều sớm sớm chút xíu. Chiều nào cũng được đi làm về sớm hết á, chẳng chiều nào cũng được về sớm hết. Bà éo quá mà. Làm về sớm là không vui á. Cái này em không, nó không có vò đó hả? Đó, có vò. Vò mà sao nhìn thấy con ít con nhìn về này nhìn không giống vò vậy? Có vò. Cái này là vò rất vò nhiều, rất là dữ thì nó mới ăn. Nhưng vò. Mà nó không phải là lá rau vùng ngót đâu mà anh nói. Thưa mời cô chú anh chị và các bạn cùng với gia đình Thư ăn bữa cơm chiều đạm bạc ha. Trứng chiên với lại tí xíu rau xào thôi à. Các bạn tô canh rau chứ không có cái gì là đặc biệt hết. Hai đứa đưa chén lại đây mẹ gấp chén nè. Nguyễn Thừa ăn con. Ăn. 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 Ngon. 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 Cơm không thấy cũng ngon. Vợ nấu về cơm về thấy có ăn nhìn cơm không ăn cũng thấy ngon. Chứ không ăn nhịn đói. Chén canh. Trứng chiên thịt bò. Hai đứa con chào ông bà cô chú đi. Mời ông bà cô chú ăn cơm đi. Huy đang nhét đâu.
Lúc đầu không nói được hả? Không. Ổn vậy thôi. Mẹ nói vậy mẹ phải trả lời vậy. Tất cả mọi người. Mẹ just là mẹ là muốn vì là không bị láo when mẹ đang quay. À, thực sự có láo. Mẹ thích là bị láo hả? Mẹ thích là bị láo hả? No, I just muốn mẹ stop the channel. Không muốn mẹ làm nữa không? Mẹ quay nhiều quá, ai quá. Em phải xin lỗi baby nha. Xin chào hết mọi người. Hai đứa con trai của Trà Thư á, nó canh củ, canh hầm này nọ nó không ăn được, nhưng mà nó ăn được canh rau á cô chú anh chị. Canh rau trộn với cơm. Con đứa quay hỏi đấy, quay hỏi con không ăn. Thì muốn ăn gì đưa cho nó. Đây. Rồi. Cố tâm thì. Hai đứa dành nhau ăn rau á cô chú. Nó dành thịt nó không dành, nó dành rau. Huy trộn cái nước thịt bò này vô ăn ngon này. Huy. No. Ôi, ai xin mày được. Đây là mày đổi hết cho Huy. Nước không còn. Nó chén cơm rồi đi. Bà con miệng quá mà. Quay nhỏ ngoài không ra không. Làm gì con? Căng quá. Nhớ không? Ừ. Để đó sao? Mắt đi đâu rồi? Chủ nhật đấy. Ủa không được rồi. Bó rau này mà mắc ghê các bạn. 7 đô. Trong nót mình sẽ đặt thôi. Trong nót mình bị mắc. Cô chú anh chị coi nhà Thư ăn cơm chắc cười á. Trời ơi, vét sạch sẽ hết trơn. Không có để thừa gì hết trơn. Nó chứ ăn như vậy á, mình khỏe hơn. Để thừa là nó cơm bỏ đủ lạnh lắm các bạn. Sạch sẽ. Đi bộ không? Ăn xong đi dạo bộ cho nó tiêu cơm. Ăn trong vườn. Ra vườn giờ còn nắng lắm. Ngoài vườn sau vườn nhà Thư á, hướng tây á các bạn, cho nên buổi chiều nó nắng. Rồi xong xuôi rồi, anh dọn đi. Vâng, anh dọn. Dọn cho sẽ rồi rửa luôn nè. Hả? Cô chú anh chị coi nè, nhà Thư ăn cơm nè. Ăn xong sạch lát hết trơn. Cố ăn được hết đấy chứ, bán ăn hết á. Thôi Thư dừng cái video ngày sinh hoạt của gia đình Thư ngày hôm nay ở đây ha. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi cái video này nha. Xin chào.